Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử theo dõi trực tiếp trên kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Thích Nhật Từ. Chủ đề tôi gửi đến quý vị hôm nay là thì hôm nay Phong đặc biệt lại nói đến cái vụ án của Tịnh Thất Bồng Lai với lại cái vị tu nhà tu ở trong đó, và những nhân vật ở trong Tịnh Thất Bồng Lai đang bị Cộng sản khởi tố và các cái tội danh mà họ vẫn chưa rõ ràng tội danh đó là tội danh gì, ngoại trừ cái việc gọi là hoạt động tôn giáo bất hợp pháp. Thì ngoại trừ cái tội danh này ra thì họ đính kèm một số những tội danh khác, và họ đang gán ghép chụp mũ cho những người ở trong đó vào những cái tội mà họ cho là họ sử dụng dư luận của báo chí truyền thông của Cộng sản để mà tạo cái dư luận ác cảm đối với là Tịnh Thất Bồng Lai, một hành động được xem là đàn áp tôn giáo một cách có bài bản của Cộng sản thêm một lần nữa. Ok quý vị, tại sao tôi gọi vụ án này là đàn áp tôn giáo mà nó không phải là một cái sự kiện liên quan tới cái gọi là một cái vụ án dân sự hay là hình sự, mà tôi gọi đây là một cái cuộc đàn áp tôn giáo của cái guồng máy cai trị đối với Tịnh Thất Bồng Lai. Bởi vì nếu nó là một vụ án hình sự dân sự đó, thì trên nguyên tắc quý vị, trên nguyên tắc là tiếng nói hai chiều. Khi mà báo chí Cộng sản Việt Nam mà họ một cái vụ án dân sự đó quý vị, họ thường thường cho hai chiều nói chuyện. Bên này chửi qua, bên kia nói lại. Để rồi người dân đưa ra cái quyết định ai đúng ai sai. Nhưng mà đối với những vụ án mà họ xem là hình sự đó thì chỉ có một chiều. Và những cái vụ mà chụp mũ tôn giáo và đàn áp tôn giáo thì tất cả những thông tin này chỉ một chiều. Tức là báo chí Cộng sản chỉ đăng tin của công an rồi bắt đầu phỏng vấn những nhân vật được xem là nằm trong cái guồng máy cai trị hay nằm trong cái guồng máy vệ tinh của đảng cai trị, để mà đưa những cái tiếng nói này ra để chụp mũ cho ai đó, hay là để mà bôi xấu hoặc là có những cái tinh thần bôi nhọ ở ai đó mà họ muốn truy tố. Đó là cái cách mà bài bản mà Cộng sản thường làm. Thì trong cái vụ Tịnh Thất Bồng Lai, thứ nhất là chưa có một cái tòa án nào kết án tội của những người này. Nhưng mà báo chí Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu có những cái chiến dịch được xem là kết tội giùm cho quan tòa luôn. Họ phỏng vấn những nhân vật ở trong cái Phật giáo quốc doanh của Cộng sản, rồi họ phỏng vấn những cái nhân vật ở xung quanh mà có cái gọi là cái ác cảm thành kiến, hay là những nhân vật mà có cái ngôn ngữ được xem là bất lợi cho Tịnh Thất Bồng Lai thì họ cho lên mặt báo hết. Nhưng mà những tiếng nói binh vực cho Tịnh Thất Bồng Lai hay là những người mà nằm trong Tịnh Thất Bồng Lai thì không bao giờ được trả lời trên mặt báo chí cả. Và quý vị, thứ nhất là như vậy. Thứ hai, lần này họ đánh rất bài bản. Thứ nhất là sử dụng cái Phật giáo quốc doanh để bắt đầu loại trừ cái việc sinh hoạt tôn giáo của Tịnh Thất Bồng Lai bằng cách nói rằng là theo giáo luật, nhóm này là giả sư, giả chùa. Theo lời của ông Thích Nhật Từ, một nhân vật mà tôi đã từng nói đến rất là nhiều lần ở trên cái livestream của tôi, nhân vật đảng viên đội lốt thầy tu. Chính bản thân của Thích Nhật Từ, tên thật là Vũ. Tên thật là Vũ quý vị. Tôi gọi phải gọi cái tên thật của nó là Vũ, chứ tôi không thể gọi tên là Thích Nhật Từ được. Tại vì tên này được xem là một tên đội lốt thầy tu lên tiếng trên mặt báo chí để mà công kích Tịnh Thất Bồng Lai. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, Tịnh Thất Bồng Lai sở dĩ nổi tiếng khắp thế giới nhờ cái trang YouTube của họ. Và trang YouTube của họ thì có được 5 chú tiểu, có được những cái trình diễn rất dễ thương, có cảm tình của rất nhiều người ở trong Việt Nam lẫn ở hải ngoại quý vị. Và chính vì vậy
họ đã nhận được rất nhiều sự tài trợ từ hải ngoại. Thì quý vị, ngày hôm nay báo Tuổi Trẻ cũng đã lên tiếng đăng cái bài của một cái quỹ ban bảo vệ trẻ em, là yêu cầu đừng đưa hình ảnh của những trẻ em trong tỉnh thất Bồng Lai trên các cái truyền thông xã hội, trong đó gồm có báo chí lẫn kể cả mạng xã hội. Lý do tại sao cái nhóm gọi là bảo vệ trẻ em này hôm nay tự nhiên lên tiếng vậy quý vị? Từ trước tới giờ họ đâu có lên tiếng trong những cái vấn đề mà trẻ em bị bức hại đâu. Ngay cả cái vụ mà cái cô bé vì gì mà bị bà mẹ ghẻ đánh chết á, họ cũng chưa lên tiếng. Mà trong cái vụ tỉnh thất Bồng Lai này họ lên tiếng, bởi vì họ biết rõ người trong Việt Nam và kể cả ở hải ngoại rất có cảm tình với các chú tiểu ở trong tỉnh thất Bồng Lai. Do đó càng đưa hình ảnh của những chú tiểu này lên thì người ta lại càng có cảm tình với tỉnh thất Bồng Lai, thì khó có thể nào mà hướng dẫn dư luận là có thành kiến và có cái nhìn gọi là đầy ác cảm với lại tỉnh thất Bồng Lai được. Do đó cái đám gọi là bảo vệ trẻ em này ở trong nước nằm dưới mặt trận tổ quốc đã lên tiếng yêu cầu đừng đưa hình ảnh của các trẻ em trong tỉnh thất Bồng Lai lên. Mục đích của họ là không muốn để cho cái hình ảnh này xây dựng cảm tình của người công chúng đối với tỉnh thất Bồng Lai. Do đó, một mặt là sử dụng các cái nhà sư quốc doanh lên án chỉ trích và chửi bới bôi nhọ đối với những người trong tỉnh thất Bồng Lai. Một mặt thì giảm bớt những cái hình ảnh tốt đẹp của tỉnh thất Bồng Lai qua hình ảnh của năm chú tiểu, để mọi người nhìn vào tỉnh thất Bồng Lai là một cái tổ chức, một cái chỗ gọi là ăn chơi trác tán loạn luân gì đó, tức là họ đang chuẩn bị những cái tội danh này, họ chụp mũ lên tỉnh thất Bồng Lai. Hoàn toàn không có tiếng nói đối lập từ ở phía tỉnh thất Bồng Lai. Báo chí cộng sản không có một tờ báo nào dám phỏng vấn hoặc là cho phép cái tiếng nói của từ những nhân vật bị cáo buộc bởi công an. Đây là sự cáo buộc của công an chứ chưa cấu thành tội danh nha quý vị. Chỉ là công an truy tố thôi, điều tra thôi. Tòa án chưa quyết định. Nhưng mà báo chí đã làm công tác thay cho tòa án luôn. Tức là dùng cái tòa án dư luận để quyết định tội trạng của những người này luôn. Đây là cái tôi gọi là cái cuộc gọi là đàn áp tôn giáo một cách có bài bản của cộng sản đối với tỉnh thất Bồng Lai. Và cái kịch bản này đối với người dân Việt Nam rất là lạ. Nhưng mà đối với giới tranh đấu và những người bất đồng chính kiến của cộng sản Việt Nam thì họ rất rành. Họ rất quen thuộc với những cái trò gọi là đầy bài bản này. Đầu tiên hết là bắt đầu dùng một nhóm dư luận viên bôi bác và nói xấu ở trên mạng xã hội. Sau đó báo chí thì lấy những cái tin tức đó trên mạng xã hội đăng trên báo để tạo một cái hình ảnh xấu xa cho những cái nhân vật bất đồng chính kiến hay là những tôn giáo nằm ngoài sự kiểm soát của kẻ cai trị. Rồi quý vị, bước thứ ba là bắt đầu kích động ở trên mạng xã hội. Trên báo chí nó sẽ kích động ngược lại trên mạng xã hội để cãi qua cãi lại, tranh cãi gay gắt. Và cuối cùng là gì quý vị? Công an vào cuộc. Cuối cùng là kêu công an vào. Rồi công an vào là cứ theo cái lời tố cáo vu vơ đó điều tra. Trong khi không có một bằng chứng rõ rệt gì hết. Không có một cái tội danh nào mà được cấu lại một cách rõ ràng hết. Rồi công an bắt đầu tìm cách là cô lập tất cả cái khu vực đó. Cô lập những người đó. Cô lập những cái tôn giáo mà ngoài vòng kiểm soát của cái đảng cai trị đó. Rồi quý vị, bước kế tiếp là gì quý vị? Tìm cách gọi là công an sử dụng cái gọi là cho cô lập kinh tế cho những cái này khó khăn đã. Để chi quý vị? Rồi sau đó những người ở hải ngoại thấy những người này bị cô lập về kinh tế, không còn đường sống, họ mới gửi tiền về để họ giúp đỡ cho những người này có thể vượt qua được những cái khó khăn bởi vì sự cô lập của công an cộng sản. Thì người này đầu tiên hết sẽ bị tội danh là gì quý vị? Nhận tiền nước ngoài phá rối trật tự an ninh xã hội, hay là nhận tiền nước ngoài lợi dụng tự do dân chủ để bôi xấu, bôi nhọ đảng và nhà nước. Quý vị, họ sẽ chụp mũ cho tội danh này. Nếu như những người ở trong đó họ bắt đầu nhận tiền ở hải ngoại, thì tỉnh thất Bồng Lai nhờ vào cái trang YouTube của họ và cái sự xuất hiện của năm mấy chú tiểu, hình như năm chú tiểu thì phải, ok, thì họ đã được sự cảm tình của nhiều người ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại đã cho tiền họ để mà họ có thể duy trì cái tỉnh thất này, tu tập và nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi. Nhưng quý vị,
cái tỉnh thất này nó không nằm trong vòng kèm tỏa của Mặt trận Tổ quốc, nó không nằm trong kèm tỏa của Ban Tuyên giáo Trung ương, thì nó trở thành cái gai, và nhất là nó đang có ảnh hưởng lớn. Bởi vì cái trang YouTube của tỉnh thất Bồng Lai đang có ảnh hưởng rất lớn đối với lại công chúng. Do đó, nó trở thành một cái gai rất lớn, cần phải nhổ đi. Và thứ hai là do áp lực của những kẻ dư luận viên của Cộng sản. Khi mà những người đóng góp cho cái quỹ tỉnh thất Bồng Lai này, những người ở hải ngoại đa số là những người không ưa Cộng sản, nếu không nói là những người chống Cộng sản. Chính vì vậy, cái đám gọi là dư luận viên này cùng với cái đám cuồng đảng, nó đã bắt đầu gây áp lực lên trên tất cả những cái tờ báo của Cộng sản Việt Nam. Rồi nó tìm cách, nó bôi nhọ, nó dựng chuyện, nó làm đủ trò hết để cho Công an Cộng sản Việt Nam phải mở cuộc điều tra. Thì chỉ cần mở cuộc điều tra, chưa biết thắng hay bại, chưa biết đúng hay sai là nó chiến thắng rồi. Đây là cái trò mà Cộng sản sử dụng tôn giáo, tôi gọi là thứ nhất là tôi gọi là đàn áp tôn giáo, là bởi vì họ ngăn chặn tất cả những cái tầm ảnh hưởng nào có thể uy hiếp tới cái đảng cai trị, bất kỳ một cái đám đông nào. Đây là cái cách của Cộng sản và cái quy tắc của Cộng sản, không thể để cho một đám đông nào uy hiếp cái quyền lực của họ. Bất kể đám đông đó chưa chắc đã uy hiếp, họ chỉ là một đám đông bình thường của một tôn giáo, một đám đông bình thường của ngành giải trí hay là một cái gì đó thôi. Nhưng mà Cộng sản vẫn e ngại những cái đám đông này một ngày nào đó sẽ tụ thành cái đám đông lớn để uy hiếp tới cái quyền cai trị của họ. Do đó, bằng mọi giá, những cái nào mà ngoài vòng kiểm soát thì Cộng sản thẳng tay dập tắt không thương tiếc. Và tỉnh thất Bồng Lai chỉ là một trong những câu chuyện này thôi. Quý vị còn nhớ câu chuyện của đạo Tin Lành ở các cái người dân ở cao nguyên Trung Phật. Đa số họ đi theo đạo Tin Lành. Tới ngày hôm nay, sự bức hại của Cộng sản đối với những người theo đạo Tin Lành của thiểu số ở trên cái cao nguyên Trung Phần vẫn còn gay gắt vô cùng. Rồi chưa kể quý vị, ngoài Bắc suốt vài chục, ít nhất là 70 năm, Cộng sản tuyên truyền bôi xấu đạo Thiên Chúa Giáo, tức là đạo Công giáo đó quý vị. Cho tới ngày hôm nay, những đứa trẻ sinh sau, đẻ muộn ở cái giai đoạn mà dưới nền giáo dục Cộng sản, họ nhìn đạo Công giáo là một thứ ác cảm. Họ xem đạo Công giáo là tiếp tay cho thực dân Pháp. Đây là cái cách tuyên truyền sự bôi nhọ của Cộng sản. Nó ảnh hưởng tới giới trẻ ngoài Bắc rất nhiều. Và quý vị, đây là cái tôi đã nói quý vị, những kẻ cai trị là nó sử dụng cái này. Bởi vậy tôi mới nói cái vụ tỉnh thất Bồng Lai, nó không phải là một cái vụ án bình thường. Nó là một cái trò đàn áp tôn giáo có bài bản. Bởi vì chúng tôi là những người đã từng đối diện với những chuyện này nhiều lần. Từ lúc mà chúng tôi hỗ trợ cho những người mà hoạt động Tin Lành, rồi kể cả Dòng Chúa Cứu Thế, rồi kể cả bên phía của một số những cái tôn giáo và đạo Thiên Chúa Giáo ở ngoài Bắc, khi mà họ bị bức hại bởi chính cái chính quyền địa phương và kể cả chính quyền trung ương, thì chúng tôi đã trải qua rất nhiều lần những cái trò đàn áp này rồi. Thì ngày hôm nay tỉnh thất Bồng Lai cũng nằm trong cái bối cảnh này thôi quý vị. Tức là Cộng sản không để cho cái tầm ảnh hưởng nó lan rộng hơn. Nhất là cái trang YouTube Cộng sản khó kiểm soát được. Nhất là gì? Tôi làm chương trình về Cộng sản và tôi nói những cái bài nói về Cộng sản, thì đương nhiên có một số video clip của tôi bị chặn không xem được ở trong Việt Nam. Bởi vì YouTube họ cũng gửi thư cho tôi, họ nói họ phải cầm lại cái luật của Cộng sản. Họ không thể nào đóng được cái channel của tôi. Nhưng họ có thể chặn một vài cái video của tôi ở trong Việt Nam. Thì quý vị, những người làm YouTube ở trong Việt Nam còn khó hơn. Những người làm YouTube ở trong Việt Nam còn khó hơn nữa. Và những người này đó quý vị, họ có đám đông là bởi vì họ không có đụng chạm tới vấn đề chính trị. Tôi thì đụng chạm tới vấn đề chính trị, cho nên là đương nhiên tôi bị. Còn những người đó, họ chỉ làm về văn nghệ, giải trí, xã hội thôi. Nhưng khi họ bắt đầu có đám đông là Cộng sản bắt đầu để mắt tới. Họ đã bắt đầu có một số fan là Cộng sản để ý tới. Trừ phi là những kẻ đó lên tiếng là ủng hộ cho chế độ cai trị, thì lúc đó họ có quyền khai thác cái trang YouTube của mình như thế nào. Còn nếu như mà không nhắc nhở gì tới vấn đề ủng hộ cho cái đảng cai trị, không nhắc thôi quý vị,
chứ không phải chống nha. Tôi nói không nhắc tới cái việc mà gọi là ủng hộ cho cái đảng cai trị thôi. Thì quý vị chắc chắn là công an sẽ monitor, công an sẽ tiếp tục quan sát và công an sẽ tiếp tục làm việc. Đó, như trường hợp của cái anh chàng YouTuber gì tên Hưng đó, vừa bị xông vô đập kiến nhà mà bắt giữ luôn đó quý vị. Thì đây chính là cái mà tôi đang nói với quý vị. Cộng sản không thể để cho những người nào nằm trong tầm, không nằm trong tầm ảnh hưởng của họ mà có đám đông. Quý vị còn nhớ câu chuyện của Khá Bảnh. Khá Bảnh bị kết án bao nhiêu năm tù? Một cái tội danh mà tôi nói thiệt với quý vị, nó là Khá Bảnh tổ chức cờ bạc bất hợp pháp. Rồi tới phiên Phúc XO bị bắt về tội ma túy. Những người này có cả triệu triệu subscriber ở trên YouTube. Câu chuyện của Tỉnh Thất Bồng Lai cũng chỉ là một thôi. Tại vì sao? Khá Bảnh, Tỉnh Thất Bồng Lai, Phúc XO, những người này đều bị chụp mũ cho những tội danh đó hết. Quý vị nghĩ đi, chụp mũ cho những tội danh đó. Khá Bảnh, tôi nói thẳng với quý vị luôn, Khá Bảnh lúc đó làm YouTube có trên 2 triệu subscriber. Một tháng Khá Bảnh kiếm được mười mấy, 20.000 đô la. Có cần phải tổ chức cờ bạc để mà mình bị bắt hay không? Câu trả lời, chính quý vị trả lời. Thường thường những người tổ, những cái đường dây mà tổ chức cờ bạc lớn kiểu của công an đó, nó hốt bạc tỷ đó, thì tôi không nói. Tại vì đó cái lợi nhuận lớn của họ mà. Còn những người lao vào cờ bạc là những người bị thiếu kém tài chánh. Càng thiếu kém tài chánh họ càng lao vào cờ bạc. Thì quý vị, Khá Bảnh nó đang kiếm được tiền. Nó đâu cần thiết phải cờ bạc để kiếm tiền đâu. Đối với những người ở bên ngoài này, mười mấy ngàn đô la là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với người trong nước, mười mấy ngàn đô la một tháng là con số khó kiếm vô cùng. Mấy trăm triệu đồng một tháng, cỡ cán bộ đảng viên chưa chắc kiếm được nữa. Mà Khá Bảnh kiếm được do đó, nhưng mà tại vì Khá Bảnh có tới 2 triệu người theo follow, tức là có subscriber đó. Một con số mà Cộng sản không chấp nhận được. Tại vì Khá Bảnh nằm ngoài vòng kiểm soát. Rồi Phúc XO cũng nằm ngoài vòng phong tỏa luôn. Những ai làm YouTuber hay là những người trong giới giải trí mà có ảnh hưởng ở Việt Nam bắt buộc là phải có những cái ngôn ngữ ủng hộ cho chế độ cai trị thì yên thân. Còn không nhắc tới, tôi không nói chống đối nha. Chống đối là cái thành phần gọi là khác rồi. Tôi nói là không nhắc tới cái chính quyền cai trị, không ủng hộ, cũng không chống đối. Chỉ âm thầm làm những cái chương trình đó thôi đó quý vị. Thì lúc nào công an cũng để mắt tới cả. Cho tới khi nào họ bị ép tới mức mà họ phải lên tiếng, họ binh vực, họ lên tiếng, họ gọi là ca ngợi cái chế độ, thì công an mới buông tha. Tại vì họ phải giám sát tất cả những cái tầm ảnh hưởng của đám đông mà ngoài tầm kiểm soát của Cộng sản. Thì quý vị, đây là cái chiến thuật mà Cộng sản thường làm. Thì Tỉnh Thất Bồng Lai cũng vậy thôi. Mặc dù Tỉnh Thất Bồng Lai là một cái chỗ rất nhỏ, nhưng họ có cái trang YouTube rất nhiều người xem. Do đó, công an Cộng sản không thể kiểm soát được. Nhất là những người đóng góp tài chánh cho Tỉnh Thất Bồng Lai lại là những người không ưa Cộng sản ở bên ngoài. Do đó, công an Cộng sản sẽ không để cho những cái chỗ này biến thành một cái chỗ gọi là gây ảnh hưởng lớn trong công chúng, đặc biệt là cái tư tưởng chống Cộng sản. Thì cũng giống như trường hợp của Nguyễn Phương Hằng. Lúc đầu Nguyễn Phương Hằng đâu có đụng chạm tới cái vấn đề gọi là người hải ngoại đâu quý vị. Chỉ nhắm vào Võ Hoàng Yên, Võ Hoài Linh hay là một số những nhân vật giải trí trong nước thôi. Nhưng mà lúc mà Nguyễn Phương Hằng đã có một cái đám đông lớn rồi, theo dõi livestream và theo dõi chương trình của bà ta rồi, thì lập tức là Cộng sản cho những cái tên dư luận viên bò tới tiếp cận và đẩy Nguyễn Phương Hằng vào cái việc chống lại người hải ngoại và chửi bới những người hải ngoại chống cộng. Thì đó quý vị, đây là cách Cộng sản sử dụng tất cả những cái phương pháp để xóa đi những cái đám đông mà gây uy hiếp tới họ. Bây giờ tôi nói thiệt quý vị, từ YouTuber cho tới những nhân vật giải trí nào ở trong Việt Nam, hoạt động trong Việt Nam, mà không nói một cái lời gọi là binh vực chế độ hay là ca ngợi chế độ đó quý vị, thì trước sau cũng bị làm thịt. Bây giờ không bị, sau này cũng bị. Bây giờ không bị thì sau này cũng bị. Trước sau thôi. Trừ phi họ lên tiếng thì họ yên thân. Tức là họ bày tỏ lập trường là ủng hộ cho chế độ cai trị ở Việt Nam. Thì coi như họ yên ổn làm ăn. Họ yên ổn muốn làm gì thì làm. Miễn là đừng có đụng tới chính trị.
Còn ngày nào họ chưa tuyên bố những điều đó, họ vẫn nằm trong tình trạng rất nguy hiểm. Mặc dù họ không muốn liên can tới chính trị, họ chỉ muốn làm YouTube giải trí, bán hàng hay là nói về những cái chuyện xã hội thôi. Nhưng mà họ không tuyên bố ủng hộ cho chế độ cai trị, thì họ vẫn nằm trong cái sự để ý của công an, mà các bạn gọi là tầm ngắm của công an. Đây là cái mà tôi đã nói với quý vị, Tỉnh Thất Bồng Lai chỉ là một trong hàng ngàn câu chuyện thôi. Một trong hàng ngàn câu chuyện thôi. Thì cái điều này cho quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị? Cộng sản kiểm soát từ trên xuống dưới. Những ai nằm ngoài cái sự kiểm soát đó, hậu quả là khó lường. Hậu quả là khó lường. Ngay cả quý vị, những cái việc mà gọi là làm ăn cũng vậy. Đó, trong cái những cái livestream trước tôi có nói đó, về cái vấn đề gọi là gì? Không được đụng chạm tới Trung Quốc. Đây là những cái luật không có rõ ràng của cộng sản. Khẩu lệnh và văn bản, nghị quyết, nghị định, nó lại khác nhau xa lắm. Nó dùng những cái thủ thuật này để nó tiếp tục cai trị. Và ngày nào mà những người dân ở trong nước, cho tới bây giờ, có một số những người ở trong nước vẫn nhìn Tỉnh Thất Bồng Lai bằng cái ác cảm là do cái chiến thuật này. Là do cái chiến thuật chụp mũ này. Chụp mũ đổi mọi thứ và đưa những cái tin gọi là gây hoang mang trong công chúng. Tôi gọi là tin giả đó, mà Facebook không chặn. Nó tung những cái tin giả nào là chuyện loạn luân này nọ. Ai chứng minh được chuyện đó? Không hề có. Nhưng mà nó vẫn chụp mũ được như thường. Đã bởi vì nó có một cái mật lệnh, tức cái khẩu lệnh từ ở bên ban tuyên giáo rồi. Là phải bằng mọi cách triệt hạ Tỉnh Thất Bồng Lai. Cho tới giờ phút này, thật sự quý vị, nhiều người nghi ngại, cho tới giờ phút này không có một lá thư nào dám gửi cho tòa đại sứ của Hoa Kỳ hay lãnh sự quán Hoa Kỳ nói về vấn đề của Tỉnh Thất Bồng Lai cả. Tại vì sao? Cái chiến thuật của cộng sản thành công. Ngay cả những người ủng hộ cho tự do tôn giáo, họ cũng tưởng rằng là Tỉnh Thất Bồng Lai đang có những cái vấn đề gọi là tiêu cực, về vấn đề gọi là gì, loạn luân rồi tùm lum hết ở trong đó. Tại vì cái lực lượng dư luận viên nó đánh cả năm nay rồi. Cho nên bây giờ chính những người mà đấu tranh cho dân chủ, hay là những người mà thường xuyên liên lạc với tòa đại sứ hay lãnh sự quán, cũng không dám viết lá thư để báo động về tình trạng Tỉnh Thất Bồng Lai bị bức hại. Và tôi gọi đây là sự bức hại tôn giáo của cộng sản. Một hành động đàn áp mới nhất của cộng sản. Và bây giờ quý vị, họ có đầy đủ danh chính ngôn thuận đâu. Bây giờ mà tòa đại sứ lãnh sự quán Mỹ mà có xen vào đi nữa, họ đưa cái tội danh loạn luân ra cái là tất cả nín hết. Tại vì họ đã cố tình như vậy rồi quý vị. Trong khi không ai chứng minh được mà tòa án vẫn chưa quyết định luôn. Đây chính là cái trò gọi là thâm hiểm của cộng sản. Nó vẫn tiếp tục dùng cái truyền thông, dùng cái mạng xã hội và dùng cái đám dư luận viên để tấn công tất cả những ai mà không lên tiếng gọi là bảo vệ cho cái chế độ cai trị và cái đảng cai trị. Và đó là cũng là cái mà tôi giải thích cho quý vị và các bạn rất nhiều lần. Tại sao có một số nghệ sĩ phải lên tiếng? Bởi vì cái áp lực của cộng sản, nếu họ muốn làm ăn yên ổn ở trong nước, rồi một số thương gia ở bên ngoài về cũng phải nói những câu này. Tôi tin rằng họ không tự nguyện. Nhưng mà vì miếng cơm manh áo, vì đồng tiền kiếm ở trong nước, cho nên họ phải lên tiếng và bảo vệ cho chế độ, binh vực chế độ, ca ngợi chế độ. Đó là cái cộng sản muốn. Và Tỉnh Thất Bồng Lai chỉ là một trong hàng ngàn câu chuyện đang xảy ra tại Việt Nam. Và cho tới khi nào mà người Việt ở trong nước nhìn ra được vấn đề, nhìn ra được những thủ đoạn này và có đầy đủ những cái thông tin để tạo nên cái kiến thức của mình, thì lúc đó quý vị mới vượt qua được sự sợ hãi và quý vị mới bỏ được cái chủ nghĩa bày đàn ở trong nước. Còn nếu không quý vị vĩnh viễn vẫn bị cai trị và quý vị khá không nổi. Tức là suốt đời cũng chỉ đi làm ô sin xuất khẩu lao động và cũng không phát triển được đất nước. Đó là thực tế. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện của Phong ngày hôm nay liên quan tới Tỉnh Thất Bồng Lai trong cái Hilton Nhật Ký phần 2. Anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Tim Đặng, Thiền Am và những cái oan ngút trời. Mấy năm qua, Thiền Am bên bờ vũ trụ là đối tượng của rất nhiều vu khống,
từ báo chí quốc doanh và những cá nhân bất thiện, những cá nhân là chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và những kẻ ăn theo một doanh nhân. Tôi tìm hiểu thông tin và cho đến nay tôi nghĩ mình đã có đủ dữ kiện để có thể viết một bài tóm lược về Tịnh Thất Bồng Lai. Tôi nghĩ họ là một nhóm tu chân chính và người tử tế hiếm hoi trong xã hội ngày nay. Thiền Am và Bửu Sơn Kỳ Hương. Thiền Am là nơi tu tập của một nhóm tu sĩ theo đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Bửu Sơn Kỳ Hương là gì? Trang web của Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết đây là một đạo do ông Đoàn Minh Huyên sáng lập từ năm 1849 tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tín đồ của Bửu Sơn Kỳ Hương lấy Phật giáo làm nền tảng để trở thành tu nhân. Tu nhân có nghĩa là luôn sống đúng với đạo làm người, giúp ích gia đình, xã hội, có luân thường đạo lý, có đầy đủ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đặc điểm của Bửu Sơn Kỳ Hương là không có chức sắc, không có giáo hội, mà chỉ phát triển theo mô hình truyền thừa. Bửu Sơn Kỳ Hương không phải là đạo Phật như chúng ta hiểu và không thuộc sự quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước. Có người gọi mỉa mai là Giáo hội Quốc doanh. Ông Lê Tùng Vân, năm nay đã 91 tuổi, là người trụ trì gia trang có tên là Tịnh Thất Bồng Lai, nay đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Tôi sẽ gọi ngắn là Thiền Am. Ông Vân từng là tỉnh hội trưởng Bửu Sơn Kỳ Hương ở An Giang. Có thể nói rằng ông Lê Tùng Vân không hẳn là một nhà tu trung bình. Ông xuất thân trong một gia đình có học, với thân phụ là một nhà thơ. Bản thân ông Vân cũng là người có học. Năm 60 tuổi, ông vẫn đi học và đã tốt nghiệp cử nhân. Quan trọng hơn, ông còn tỏ ra là người có kiến thức đạo giáo rất tốt so với các sư quốc doanh. Chỉ cần xem qua cái cách mà ông đặt những cái tên ý nhị cho các trung tâm tu tập và đặt tên cho các thành viên trong Thiền Am, cũng thấy ông là người uyên thâm, đọc nhiều, chứ không phải dạng trung bình. Ông Lê Tùng Vân lên Hóc Môn, lập trang trại lấy tên là Tâm Đức. Ông nuôi một số trẻ mồ côi và giúp đỡ những người cơ nhỡ. Trung tâm này, hãy tạm gọi như thế, trung tâm Tâm Đức bị giải tỏa. Ông Vân di cư về huyện Đức Hòa, Long An, xây một trung tâm mới và đặt tên là Tịnh Thất Bồng Lai. Ở đây ông vẫn nuôi dạy trẻ mồ côi và họ cũng như ông, xuống tóc, mặc áo nâu và cúng Phật. Họ hoàn toàn sống tự lực cánh sinh và được mạnh thường quân giúp đỡ, chứ không có sự hỗ trợ nào của nhà nước. Thiền Am không truyền đạo, họ không lấy danh Phật giáo, họ không tự nhận là tu sĩ, họ chỉ hoạt động như một đại gia đình. Trong xưng hô, các thành viên gọi ông Lê Tùng Vân là Thầy ông nội, đó là một danh xưng trong Bửu Sơn Kỳ Hương. Tiếng vang và sóng gió. Các thành viên của Thiền Am đã tỏ ra là những tài năng hiếm hoi. Năm 2014, một thành viên của Thiền Am là Huyền Trân, trong trang phục áo nâu và mũ ni, đi thi chương trình The Voice và được trao giải Á quân. Năm 2017, hai thành viên khác là Nhất Nguyên và Nhị Nguyên vẫn trang phục áo nâu đi thi Tuyệt Đỉnh Song Ca và được khen vang dội. Năm 2019 và 2020 lại có thêm thành viên nhỏ từ Thiền Am được trao giải cao nhất trong chương trình Thách Thức Danh Hài. Từ những lần trình làng như thế, Thiền Am trở nên nổi tiếng và thu hút hỗ trợ từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Có nhà hảo tâm ở Úc còn sẵn sàng bảo lãnh Huyền Trân, Nhất Nguyên và Nhị Nguyên đi du học ở Úc, nhưng vì nhà cầm quyền địa phương gây khó khăn nên họ không đi được. Nhưng những thành công vang dội đó gây nên sóng gió cho Thiền Am. Các chức sắc Giáo hội Phật giáo nhà nước cho rằng các thành viên như Huyền Trân, Nhất Nguyên và Nhị Nguyên là giả sư, là tu trái phép, là trục lợi. Một sự kiện khác cũng gây sóng gió cho Thiền Am là cô sinh viên Diễm My. Năm 2019, Diễm My, con gái của một gia đình giàu có, quen với Huyền Trân trong đại học và xin tu ở Thiền Am. Tuy nhiên Diễm My quy y ở một chùa khác. Sau đó ba má Diễm My dẫn 50 du côn đến Thiền Am vây bắt Diễm My về nhà. Nhưng Diễm My không có mặt ở Thiền Am. Đám người du côn hung hăng đập phá tài sản của Thiền Am và gây thương tích lên đến 13% cho một thành viên trong Thiền Am. Thủ phạm gây thương tích chỉ bị phạt 7,5 triệu đồng. Đó là công lý ở Việt Nam. Vài tháng sau, Diễm My lại xin ở lại Thiền Am và được ba má cô ấy đồng ý. Nhưng sau đó thì công an cùng với ba má cô ấy đã bày mưu và bắt cóc cô ấy về nhà. Diễm My cho rằng cô ấy bị giam giữ trong nhà cả một năm trời và bị xâm phạm thân thể. Diễm My trốn khỏi nhà và cho đến nay không ai biết cô ở đâu. Nhưng cô có lên YouTube cho biết rằng cô ấy đã có tờ trình cho Hội Phụ Nữ Trung ương và đâm đơn kiện ba má về bạo hành.
trớ trêu thay là hội phụ nữ chuyển đơn về công an địa phương. Công an địa phương thì đã bị ba má Diễm My mua chuộc. Sự việc này cũng nói lên cái hội phụ nữ đó rất ư là vô dụng. Nó không có bảo vệ cho phụ nữ mà chỉ suốt ngày lo đánh bóng hình ảnh trên báo chí. Sự thật thì hội phụ nữ cũng như giáo hội Phật giáo Quốc Doanh chỉ là một cánh tay nối dài của mặt trận Tổ quốc mà thôi. Những bôi nhọ của báo chí nhà nước. Thiền Am là đối tượng của rất nhiều vu khống đến từ giáo hội Quốc Doanh, từ hệ thống truyền thông của nhà nước và đặc biệt là từ bà Nguyễn Phương Hằng và đạo quân YouTuber Kền Kền của bà. Thiền Am bị vu khống từ cả 5 năm qua chứ không phải mới đây. Có thể nói rằng chưa có một trung tâm tu tập nào mà chịu nhiều sóng gió và bị vu vạ nhiều và lâu dài như Thiền Am và ông Lê Tùng Vân. Báo chí nhà nước chạy những cái tít và bản tin chỉ có thể mô tả bằng hai chữ, dơ bẩn. Dơ bẩn là vì cái cách dùng chữ và hoàn toàn không có bất cứ một bằng chứng gì khả tín cho những chữ viết đó. Ví dụ, họ viết ông Lê Tùng Vân dụ dỗ phụ nữ và trẻ em cùng những việc trái luân thường đạo lý khác. Báo afamily.vn hay là nóng, ba chú tiểu là con các ni cô ở trong tịnh thất của ông Lê Tùng Vân, báo Dân Trí. Hay công an tỉnh Long An khẳng định đã vạch trần việc chủ tịnh thất Bồng Lai lợi dụng tôn giáo, lợi dụng trẻ em để kêu gọi từ thiện, để cảnh báo người dân nhưng chưa đủ pháp lý để xử phạt, tờ báo Dân Trí. 6 trên 8 trẻ em ở tỉnh thất Bồng Lai sống cùng với mẹ ruột, đài VTV đưa tin. Lật tẩy chiêu trò nhằm trục lợi của tỉnh thất Bồng Lai, báo Vietnamnet. Tỉnh thất Bồng Lai là cơ sở thờ tự bất hợp pháp, báo Vietnamnet. Nhiều trẻ sống tại tỉnh thất Bồng Lai cùng mẹ ruột nhưng không được biết thân nhân, báo tuổitrẻ.vn. Xin nhắc lại là tất cả những cái tít ở trên đều không có bằng chứng, chỉ là những vu khống. Điển hình là bài báo trên tờ Dân Trí cho biết như sau. Công an tỉnh Long An khẳng định đã vạch trần việc chủ tỉnh thất Bồng Lai lợi dụng tôn giáo, lợi dụng trẻ em để kêu gọi từ thiện, để cảnh báo người dân, nhưng chưa đủ pháp lý để xử phạt. Thật là một cách viết báo quái đản. Câu đầu thì khẳng định là đã vạch trần, nhưng câu sau thì chưa đủ pháp lý. Chưa có bằng chứng và lý do pháp lý mà đã kết tội người ta rồi. Những kẻ viết báo quên rằng người ta vô tội cho đến khi tòa kết tội. Mà thực ra ở Việt Nam ngay cả tòa án kết tội thì cũng chưa chắc người ta có tội nữa. Lại có những cái bài đậm tính câu view như là tỉnh thất Bồng Lai bị đập nát, thầy trò chắp tay đứng nhìn, sự thật bức ảnh trên mạng xã hội. Mà sự thật là gì? Hóa ra chính bài báo đã tiết lộ khuôn viên này là đất thổ cư được phép xây dựng cao tầng. Họ cũng muốn xây lên 2-3 lầu nhưng kinh phí không đủ nên chỉ xây vừa phải đủ chỗ để mọi người sống. Hài hước nhất là còn có một dạng phân tích khoa học cho rằng những nghi vấn xung quanh vấn đề cận huyết hay loạn luân ở tỉnh thất Bồng Lai tiềm ẩn nguy cơ đột biến gen gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ con người. Đi từ nghi vấn đến ảnh hưởng lên trí tuệ con người thì chỉ có thể nói là khoa học dỏm. Dùng tiền để đánh gục Thiền Am. Những người gây ồn ào nhất không hẳn là báo chí nhà nước mà là một doanh nhân tên là Nguyễn Phương Hằng, phu nhân của ông Dũng Lò Vôi. Trong một buổi livestream vào ngày 24 tháng 10, bà Hằng có những lời vu khống và bịa đặt về Thiền Am cùng với ông Lê Tùng Vân. Những vu cáo của bà Hằng cũng chỉ là loại nghe nói và dựa vào những thông tin không được xác tín. Điều đáng kinh tởm là ngôn ngữ bà Hằng dùng trong việc vu khống ông Lê Tùng Vân vô cùng tởm lợm, không thể nào viết ra trên giấy được. Trong buổi livestream đó, có một người tên Lê Thanh Minh Tùng tự xưng là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, đây là một sự đặc chuyện bởi ông Vân giải thích rằng Tùng là trẻ mồ côi được em gái của ông Vân, nay đã qua đời, xin về nuôi và ông Vân lúc đó đã đặt tên là Lê Thanh Minh Tùng. Ông không có nuôi Tùng một ngày nào. Ấy thế mà rộ cái vụ vu khống kinh tởm rằng ông Vân loạn luân. Theo sau bà Hằng là những YouTuber mà có người mô tả là kền kền. Cứ mỗi lần livestream của bà Hằng á, thì đội quân kền kền này phát thanh lại kèm theo cắt ghép những cái hình ảnh tục tiểu để mà bôi nhọ Thiền Am và xúc phạm danh dự đến các thành viên trong Thiền Am. Người bình thường không thể nào xem qua những cái video clip và những cái cách nói của đội quân kền kền này. Nhưng trớ trêu thay, họ cũng thu hút khá nhiều người tò mò và cả tin. Và những người này lại tiếp tục tung ra những cái thông tin bịa đặt và sai lệch. Không chỉ bị tấn công bởi báo chí nhà nước, giáo hội Quốc Doanh, bà Hằng và đội quân kền kền, Thiền Am còn bị tấn công bởi ba má của Diễm My, người mà Thiền Am từng cưu mang.
Cần nói thêm rằng trước đó, ba của Diễm My, tên Thắng, đã thuê giang hồ xông vào, đập phá và đánh đập người ở trong thiền am. Không tìm thấy con trong thiền am, y đã hăm dọa rằng, tao sẽ còn đến đây để quấy nhiễu lần nữa. Người này, tức ông Thắng, mướn một thám tử tư, từng là công an, để ám hại thiền am. Trích một đoạn họ trao đổi như sau. Ông Thắng nói, chuyện đó là cứ yên tâm, sẵn sàng dùng tiền để đánh gục cả cái đám thiền am. Thám tử nói, vấn đề hại thiền am 100 triệu thì em làm. Họ bàn chuyện hãm hại người khác một cách công khai như vậy đó. Họ bàn chuyện dùng tiền để mà mua công an và mua công lý một cách công khai. Ôi, thật là một xã hội vô pháp, vô luân. Và cũng xin nói thêm rằng viên thám tử tư này sau đó đã quỳ chính. Anh ta đã lên YouTube nói rõ rằng thiền am là một trung tâm tu tập chân chính. Những người trong thiền am rất thân thiện và những người tu thật sự và hoàn toàn không có loạn luân ở trong thiền am. Những vu khống và sự thật báo chí nhà nước viết rất nhiều về thiền am, nhưng chữ thì nhiều mà thông tin thì rất ít. Đọc qua những bài báo này, chúng ta dễ dàng nhận ra ba đặc điểm như sau. Võ đoán. Phóng viên chưa bao giờ đến tận nơi hay phỏng vấn người trong cuộc. Họ chỉ dùng thông tin của các YouTuber kềnh kềnh trên mạng. Họ có cách làm báo không chuyên nghiệp vì họ không bao giờ tới hỏi những người trong thiền am về những cáo buộc mà chỉ nói một chiều. Thứ hai, ngụy biện. Phóng viên tận dụng những chiêu ngụy biện và phổ biến nhất là tấn công cá nhân. Họ còn áp dụng cái chiêu ngụy biện dựa vào đám đông như cư dân mạng lên án mà không có bất cứ một cá nhân cụ thể nào. Một ngụy biện khác là tung ra những nghi ngờ chung chung như trái với luân thường đạo lý để cho người đọc khó phân biệt hư thực. Đó là cách làm báo không chỉ không chuyên nghiệp mà còn bất lương. Và điểm thứ ba đó là câu view. Phóng viên dùng những tựa đề gây tò mò ở người đọc, nhưng khi click vào nội dung thì không có thông tin gì đáng chú ý ngoài những trích dẫn từ các chức sắc trong hội tôn giáo quốc doanh. Các chức sắc quốc doanh thì họ không có nói, chúng ta cũng biết họ nghĩ gì rồi phải không? Bởi họ là những công cụ của nhà nước mà thôi. Mà nhà nước thì không muốn một xã hội dân sự với sự hiện diện của những nhóm tôn giáo như thiền am. Nhưng để hiểu thêm vấn đề, chúng ta thử xem qua những vu cáo và vu khống mà báo chí nhà nước tung ra trong thời gian vừa qua. Để xem qua những cái vụ vu cáo này, chúng ta phải đặt trong bối cảnh chính sách kiểm soát tất cả các tôn giáo của nhà nước. Cần nói thêm rằng trước đây, nhà nước và bọn giáo hội quốc doanh đã đàn áp các vị trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và thiền viện của thiền sư Nhất Hạnh như thế nào. Cáo buộc thứ nhất, thiền am không phải là chùa. Điều này thì có vẻ thừa thãi và vô lý bởi thiền am có bao giờ xưng là chùa đâu. Chính ông Thích Nhật Từ, một kẻ lớn tiếng và hung hăng chỉ trích thiền am, hồi năm 2017 cũng cho biết khu Bồng Lai Viên chỉ là một tịnh thất, không có bảng hiệu chùa nên không có đăng ký từ viện với Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Họ là những người cư sĩ tại gia sống trong tịnh thất, được thầy của họ là người xuất gia cạo đầu cho mặc áo nâu sòng từ nhỏ. Cái cáo buộc thứ hai, mượn danh tôn giáo để trục lợi. Đó là tựa đề của một bài báo, nhưng nếu đọc kỹ thì chỉ thấy bài báo mô tả những hoạt động tu tập của ông Lê Tùng Vân và những cáo buộc về vi phạm hành chính như chưa đăng ký hộ khẩu, không đăng ký xin con nuôi mà hoàn toàn không thấy họ trục lợi ở chỗ nào. Thật ra, có những kẻ YouTuber nhân danh thiền am đi xin tiền vào túi cá nhân. Những người này vẫn ngày đêm có mặt trên mạng vu khống thiền am. Thay vào đó là những ngụy biện phổ biến như cộng đồng mạng và nhiều Phật tử lên án mà không biết cộng đồng mạng là ai. Như trích dẫn ý kiến của một sư quốc doanh nói rằng thiền am lợi dụng hình thức cơ sở của giáo hội, lợi dụng hình thức nuôi dạy trẻ mồ côi làm từ thiện, lừa gạt lòng tin của tín đồ Phật giáo để trục lợi, mà chính ông sư này cũng không chứng minh được trục lợi cái gì. Có lẽ ông nên hỏi tại sao cha mẹ các đứa bé đó không gửi con mình trong chùa quốc doanh. Ông sư đó cũng nên tự hỏi tại sao công chúng miền Nam không ưa giáo hội quốc doanh mà ông đang phục vụ. Cáo buộc thứ ba, những người ở thiền am là giả sư. Đây là một cáo buộc vô căn cứ. Thực ra các thành viên trong thiền am có bao giờ tự gọi là sư đâu. Ông Lê Tùng Vân cũng có bao giờ tự xưng là thượng tọa hay hòa thượng đâu. Ở miền Tây rất nhiều người tu tại gia và họ đâu có xưng thượng tọa hay hòa thượng gì đâu. Chính ông Thích Nhật Từ cũng đã từng nói vào năm 2017 rằng thật ra cụ Thích Tâm Đức chưa bao giờ từng xưng mình là hòa thượng và chưa nói mình là trụ trì của chùa Bồng Lai. Thực tế thì Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên không phải là người giả mạo tăng sĩ để lừa đảo bất kỳ ai như một số báo chí đã cáo buộc. Lại có người bắt bẻ tại sao các em bé ở trong thiền am dùng danh xưng chú tiểu. Nhưng tôi thấy đây là một câu hỏi ngụy biện. Đáng lẽ phải hỏi là tại sao không dùng danh xưng chú tiểu?
Cái danh xưng đó đâu phải là độc quyền của Phật giáo. Tương tự, danh xưng thầy đâu phải là độc quyền của bất cứ tôn giáo nào. Dùng cách ngụy biện đó, người ta cũng có thể hỏi sao không dùng chữ tổng thống mà lại dùng chữ chủ tịch. Thật buồn cười cho những kẻ bắt bẻ ấu trĩ này. Cái cáo buộc thứ tư, lợi dụng trẻ em để trục lợi. Có một tờ báo quốc doanh viết có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, lợi dụng trẻ em vận động kêu gọi từ thiện, có nhiều việc làm trái luân thường đạo lý, nhưng không cho biết trục lợi gì và bằng chứng về trái luân thường đạo lý. Sự thật là Thiền Am chưa bao giờ đi gây quỹ như giáo hội quốc doanh. Họ chỉ tự lực cánh sinh và được các mạnh thường quân ủng hộ. Tôi không hiểu sao báo chí lại nói là trục lợi. Làm báo gì mà bất lương như vậy? Ở trên, ông Thích Nhật Từ cũng đã xác định trước công chúng rằng Thiền Am không giả mạo tăng sĩ để lừa đảo bất kỳ ai cơ mà. Cái cáo buộc thứ năm, loạn luân. Đây là một vu cáo vô luân nhất, bẩn thỉu và độc địa nhất, nhưng là vu cáo vô căn cứ. Báo chí nhà nước viết, đáng nói hơn, phần lớn những người sinh sống ở đây lại có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân. Mấy người này dựa vào những trẻ mồ côi được nhận về nuôi có cùng họ của người nhận nuôi, và thế là họ nói các trẻ này có liên hệ huyết thống. Thực ra, công an đã bày kế cho một người ghé Thiền Am, rồi sau đó hô hoán lên rằng người đó bị nhiễm COVID-19 và bắt buộc tất cả các thành viên Thiền Am phải đi cách ly. Trong thực tế thì Thiền Am trích xuất camera cho thấy không có ai viếng thăm Thiền Am lúc đó như công an nói. Tuy nhiên, nhân danh cách ly vì COVID-19, công an đã lấy máu và xét nghiệm DNA của các thành viên trong Thiền Am và chẳng phát hiện quan hệ huyết thống nào cả. Nhưng bản chất của công an là ác ôn nên họ im lặng để cho báo chí và các YouTuber kền tha hồ vu khống. Vu khống mãi cũng không có bằng chứng, một số YouTuber kền hung dữ nhất cũng phải thú nhận là không có loạn luân trong Thiền Am. Thật khó tưởng tượng một xã hội mà người ta có thể dùng cách vu cáo, vô đạo và vô luân như vậy. Càng khó tưởng tượng báo chí quốc doanh có những con người có thể hạ bút viết ra những cái chữ đó trên giấy. Chỉ có một xã hội đang suy đồi đạo đức mới có những con người tâm địa bệnh hoạn như thế. Ở đây cũng phải nói thêm rằng việc lấy mẫu máu để xét nghiệm DNA mà không có sự đồng thuận của họ là vi phạm đạo đức y khoa và vi phạm nhân quyền. Cùng một tờ báo, trước kia họ viết có dấu hiệu loạn luân, nhưng sau đó họ âm thầm bỏ cái vu cáo loạn luân. Đúng là báo chí bất lương. Sự thật, rất nhiều bài báo nhà nước có tựa đề sự thật đằng sau Thiền Am, nhưng những thông tin họ đưa ra thì không phải sự thật mà là vu khống, ngụy biện và câu view. Như trình bày ở trên, Thiền Am chẳng làm gì sai, hay nếu vạch lá tìm sâu thì có lẽ sai về hành chính. Dưới đây là sự thật về Thiền Am. Sự thật thứ nhất, Thiền Am không phải là chùa. Thiền Am chỉ là một trung tâm tu tại gia. Các thành viên của Thiền Am không theo đạo Phật như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quốc doanh, mà theo Bửu Sơn Kỳ Hương. Họ chẳng làm gì vi phạm pháp luật Việt Nam. Tôi thì xem Thiền Am như là một tịnh học xá, tự lực cánh sinh, nơi mà các thành viên vừa tu vừa học và lấy Phật giáo làm nền tảng đạo đức. Sự thật thứ hai, các trẻ em và thành viên trong Thiền Am sống hạnh phúc. Các bạn có thể xem qua video của trung tâm năm chú tiểu thì thấy họ sống và lao động vui vẻ, họ lễ độ và có trí tuệ tốt. Thiền Am còn tuyên bố rằng chương trình giáo dục của Thiền Am có thể giáo dục được những đứa bé lì lợm nhất, hung dữ nhất, quậy phá nhất, cứng đầu nhất, ngỗ nghịch hỗn hào nhất, bất trị nhất, trở nên thành những đứa bé ngoan ngoãn nhất, hiền lành nhất, vâng lời nhất, có đạo đức, có giáo dục nhất. Sự thật thứ ba, Thiền Am đào tạo ra những nhân tài. Điều này thì chúng ta đã thấy qua các thành viên trong Thiền Am đoạt những cái giải thưởng quan trọng trong các lần tranh tài cấp quốc gia. Điều thú vị là họ có vẻ chẳng qua trường lớp chuyên nghiệp, nhưng có khả năng và kỹ năng khá chuyên nghiệp, chứng tỏ họ có quá trình luyện tập rất tốt. Những sóng gió trong thời gian qua được tạo ra bởi những thế lực và cá nhân muốn ám hại Thiền Am. Họ là những chức sắc tôn giáo quốc doanh đầy sân hận, những cá nhân có tiền và tin rằng họ có thể mua công lý và mua bạo lực, và những kẻ kền ăn theo những kẻ có tiền. Sau cơn sóng gió, bụi cát cũng lắng xuống và làm lộ một Thiền Am như là một tịnh học xá, nơi mà thành viên tu tập làm người có đầy đủ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Qua sự kiện Thiền Am, tôi kêu gọi đồng bào ở nước ngoài nên cảnh giác trước những chiêu trò quyên tiền của những cán bộ mang danh thượng tọa hay sư thuộc giáo hội quốc doanh. Đừng tốn một xu nào cho những cán bộ tôn giáo vận đó nhé.
Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau. Hay là tôi thành quỷ luôn.
sao mấy thầy á luôn dạy người ta là phải thật thà, lời nói phải chân chánh, ý nghĩ phải đàng hoàng, mà mấy thầy mở miệng ra là bịa chuyện, là nói láo, hết nói láo cái này tới nói láo cái kia không vậy? Mai mốt á, lời mấy thầy dạy làm sao Phật tử còn tin mấy thầy được nữa? Tại sao mấy thầy nói láo, cứ sai sự thật để hại đời tôi? Tôi đang phải sống như chó, bị giam cầm như thú, sao mấy thầy không nói đúng sự thật là như vậy để cứu tôi? Sao mấy thầy tu mà mấy thầy không cứu người? Tại sao mấy thầy tu mà mấy thầy thấy chết không cứu? Đã vậy, càng nói sai sự thật để cho tôi chết thêm thảm hơn nữa hả? Đức Phật có dạy mấy thầy như vậy không? Sao mấy thầy tu mà mấy thầy ác quá vậy? Tại sao mấy thầy là người tu mà mấy thầy không có tâm có đức, đàn áp những người tu tại gia, sống hiền lành đạo đức là sao mấy thầy? Ủa mấy thầy, theo tôi á, theo tôi biết là đạo Phật khuyến khích người ta tu tại gia, mà mấy thầy cũng khuyến khích người ta tu tại gia mà đúng không? Vậy nếu những người nào tu tại gia mà nổi tiếng thì mấy thầy cũng nổi tâm mà lục tặc lên trù dập người ta, triệt hạ người ta, vùi người ta xuống bùn xuống sình hả mấy thầy? Đức Phật có dạy mấy thầy như vậy không? Trời ơi, tưởng gì đi ganh tị với những đứa con nít có mấy tuổi, 3-4 tuổi nổi tiếng, mà mấy chú tiểu làm rạng danh Phật giáo, đưa danh dự của đất nước lên, làm nở mày nở mặt nước Việt Nam. Tại sao mấy thầy làm lớn như vậy? Mấy thầy là đại diện cho cả Phật giáo mà mấy thầy dám làm những hành động trái đạo đức, làm mất uy tín đạo Phật, làm bại hoại đạo Phật, làm nhục nhã đạo Phật như vậy. Người ta nhìn mấy thầy á, người ta chán nản đạo Phật, người ta hết còn tin tưởng vào đạo Phật. Mấy thầy biết không mấy thầy? Mấy thầy dám làm sai luật pháp không mấy thầy? Mấy thầy dám coi cái luật tự do tín ngưỡng của nhà nước đưa ra không ra gì hả mấy thầy? Mấy thầy dám coi cái điều khoản luật tự do tôn giáo của nhà nước đưa ra như rác rưởi hả mấy thầy? Mấy thầy á, thân là đại diện cho đạo, là những người đứng đầu trong đạo, tượng trưng cho những gì tốt đẹp nhất, tượng trưng cho sự thanh cao, tượng trưng cho sự từ bi, tượng trưng cho tài giỏi, minh triết, mà rốt cuộc những người đại diện đó lại thể hiện ra cái tâm xấu xa, thấp kém không thể ngờ. Nếu như vậy thì người ta biết còn tin vào ai, biết còn nương vào ai để học đạo nữa đây? Rốt cuộc mấy thầy chỉ được cái học giỏi, có chút chi nhớ, nhớ được nhiều chữ hơn người ta vậy thôi, chứ trình độ bên trong mấy thầy không có. Cái điều khoản nào cấm người ta mặc đồ nâu, cái điều khoản nào cấm người ta cạo đầu, mấy thầy đọc cho nghe xem. Rồi cái điều khoản nào mà cấm người ta thờ Phật trong nhà mà mấy thầy đòi cưỡng chế đem tượng Phật người ta đi? Sao mấy thầy tu đến cỡ này rồi mà toàn thể hiện là sai trái, là ác đức không vậy mấy thầy? Người ta tu tại gia, người ta có công bố rõ ràng cho cộng đồng biết, cho toàn thế giới biết là người ta tu tại gia từ mấy năm trước rồi mà mấy thầy. Chứ đâu phải là người ta giấu cho mọi người hiểu lầm là người ta tu trong giáo hội đâu. Mấy thầy thử hỏi bất kỳ một người nào trong nước Việt Nam là thiền am tu tại gia hay là tu trong giáo hội thì người ta sẽ trả lời cho mấy thầy biết mà. Người ta sống theo tấm gương từ bi của Phật, người ta sống theo những lời dạy đạo đức tốt đẹp của Phật, thì điều đó thầy Thích Nhật Từ và Thích Minh Thiện phải càng khuyến khích chứ. Chứ tại sao lại đi trù dập người ta? Đó là người ta sống đúng theo luật tự do tín ngưỡng tôn giáo mà mấy thầy. Mấy thầy có hiểu cái luật tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì không? Nếu mấy thầy không hiểu thì mấy thầy đốt bỏ cái bằng tiến sĩ của mấy thầy đi, rồi chịu khó ôn tập vào mẫu giáo mà học lại. Mấy thầy không thấy rằng những thành tích ở Thiền Nam làm được, dù cho có 1.000 tiến sĩ như mấy thầy cũng không làm được. Mấy thầy không thấy sao?
hay là mấy thầy thấy, mà do mấy thầy quá canh ghét nên giả bộ không thấy. Trời ơi, tại sao mấy cái đài truyền hình của nhà nước, mấy ông thầy tiến sĩ học cao ở trong chùa lại dám coi thường người dân như vậy? Dám coi hàng triệu triệu người dân Việt Nam như là dốt nát, như là thất học hay sao? Mà muốn nói, mà muốn nhòi nhét cái gì là nhòi nhét? Nhỏ như tôi vậy nè, mà còn hiểu chuyện, huống chi là những người lớn tuổi hơn tôi. Bảy bài pháp tương ứng cho bảy bé, bé nào học bài pháp nào thì sẽ hành đúng theo cái bài pháp đó. Đó, cho nên là mỗi bé có bảy bài. Bây giờ Nhị Nguyên sẽ cho các bé đọc cho quý vị xem nha. Rồi, bây giờ bài pháp thứ nhất. Bài pháp thứ nhất là của ai? Rồi, Minh Tâm. Rồi, Minh Tâm đứng lên đọc bài pháp của mình. Rồi, đó là bài pháp thứ nhất của Minh Tâm. Rồi, bây giờ tới bài pháp thứ hai. Của ai? Rồi, của Chí Tâm. Mời Chí Tâm đứng dậy đọc bài pháp của mình. Rồi, đã hết bài pháp thứ hai của Trí Tâm. Rồi, bây giờ tới bài pháp thứ ba là bài pháp của ai? Rồi, Pháp Tâm. Mời Pháp Tâm đứng dậy đọc bài pháp của mình. Pháp thứ ba, nói về pháp, kêu gọi nhân loại cùng ngồi với nhau. Nhau nhiều nhất bờ chân lý leo lên
lên cao được. Mỗi ngày tập làm phước, mỗi ngày tập đọc kinh, mỗi ngày tập sửa mình, sửa từng giây từng phút, sửa từng hồi từng lúc, mỗi đi đứng nằm ngồi đừng quên mình là Phật. Mỗi phút mỗi tu tu, mỗi phút mỗi công phu, mỗi ngày mỗi tiến triển, chân lý luôn hiện diện. Rồi, đó là bài pháp thứ ba của Pháp Tâm. Bây giờ đến bài pháp thứ tư của ai? Rồi, của Chí Tâm, ý lộn của Ngọc Tâm. Mời Ngọc Tâm đứng lên đọc bài pháp của mình. Pháp thứ tư, nói về pháp lòng hạnh thú tha. Pháp thứ tư, hãy nên nhớ là lòng hạnh thú tha. Coi người cũng như ta, người lỗi lầm ta tha thứ. Dầu lỗi dời bất cứ, ta sẵn sàng. Quá giỏi. Đó là bài pháp thứ tư của Ngọc Tâm. Bây giờ đến bài pháp thứ năm của ai? Rồi, mời Nghi Tâm đứng lên đọc bài pháp. Hay. Rồi, đó là bài pháp thứ 5 của Nghi Tâm. Bây giờ đến bài pháp thứ 6 của con nào? Rồi, tới Phúc Tâm. Phúc Tâm mà đọc bài pháp thứ 6 mới hay nè. Phúc Tâm là mới có 3 tuổi rưỡi rồi quý vị. Pháp thứ 6, quá bố trí, gặp người quá nghèo khổ, mất tiền cho lúc tới. Người không có công ăn, cho người nội chiến cơm, cùng lã là quá quý, giúp đỡ cuộc đời này. Tu tính là như vậy, do lá thành vào trời. Quá hay. Đó, bài pháp thứ 6 của Phúc Tâm là chỉ có nhiêu đó thôi.
Phúc Tâm mới vừa vào là bắt đầu đã được học bài pháp đó, cho tới nay là Phúc Tâm ráng thực hành cái bài pháp đó. Rồi tới bài pháp thứ bảy là của con nào? Đức Tâm. Đức Tâm. Đức Tâm cũng có bài pháp luôn nha quý vị. Vỗ tay kìa, vỗ tay. Chỉ có ổng là kêu vỗ tay thôi đó. Thôi, ngồi xếp bằng lại.